Ừ. Đi chậm thôi. Bạn sắp đi thả diều á? Kìa, bạn sắp nhìn thấy diều chưa? Bạn sắp nhìn diều ở trên trời chưa? Hả? À? Đây. Ừ, cái kia mọi người đang thả diều cái kia. Bây giờ đi ra xem thả diều nhá. Nghe chưa? Đâu đi bên này, đi. Đi đây ra thả diều, đi. Ừ, đây, kia mọi người đang thả diều cái kia. Con đi đi. Chạy chậm thôi. Rồi, xin chào anh em. Lâu lắm rồi mới quay lại. Đây, đây chính là nguyên do tại sao mà một năm qua mình bây giờ mới quay lại để làm video thả diều cho các bạn đấy. Giờ nó đã lon ton nó chạy đi thả diều được rồi. Ừ, con chào các bạn đi. Con chào mọi người. Con chào mọi người. Con chào các bạn. Con chào các bạn. Con đi xem thả diều. Ok, đi thôi. Đi kêu. Bây giờ đi ra kia xem mọi người thả diều nhá. Mày đồng thế. Đồng thế. Còn thấy đông không? Ôi, rơi dép rồi. Rơi dép mất rồi. Rơi dép. Con phải đi dép vào. Con phải đi dép vào. Đây, đi đằng này. Đấy chưa? Đồng này, chiếc này vào đây. Chiếc này vào đây. Rồi. Ừ, đi xem đạn diều kìa. Nhìn thấy các anh thả diều chưa? Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, đang thả diều ấy. Đợt này cái bãi này, này rộng tha hồ mà thả rồi. Con... Ây, bây giờ hiện tại bây giờ đang thả ra mấy con nhỉ? Ba con. Đúng không? Mày ba con. Ra diều. Ừ, ra diều. Hả? Con nhìn thấy thả diều chưa? Con này lại bị xuống rồi. Không lên được rồi. Con kéo diều không? Kéo diều không? À. Không kéo diều á? Đâu đi ra đây? Kiếm chỗ nào kéo ngoan à? Kéo diều không? Ngoan à? Hả? À? Con ra kéo diều đi, nhanh lên. Bạn sóc đi thả diều. Nào, đi ra kéo diều đi. Đấy, toàn trẻ con ở xóm ấy. Cẩn thận nó nị. Con kéo không? Sao có ra kéo diều không? Đấy, lần đầu tiên cháu nhìn thấy mọi người thả diều đấy. Cháu là bây giờ mới có được 23 tháng. Đam mê diều rồi. Nào, thôi đi dẹp vào đây, con xem máy con đi. À, đứng vào đây nhá, xem máy nhá. Nghe chưa? Đấy, mọi người đang buộc diều rồi. Cháu nó đam mê từ lúc cháu nó chưa ra đời, bố cháu nó đã đi thả diều rồi. Nhưng bây giờ cháu nó cũng mê diều ấy. Bé tí là nhìn thấy diều đã thích lắm. Nào, con đi ra đây. Ừ, ra đây chờ cho ngoài để ông Hoan ông thả con diều nữa cho con xem nhá. Nghe chưa? Ừ. Và ông Hoan thả con diều nữa cho cháu xem. Đợt này cái bãi này người ta san lấp để làm nhà ấy, nên là sẽ có chỗ rộng để cho bạn thả diều. Lâu lắm rồi mình hôm nay mới quay lại để làm video cho các bạn xem. Gần một năm rồi các bạn ạ. Ừ? Các anh chơi gì đấy? Các anh chơi gì cho em chơi với? Ừ, cho em chơi que măng với. Các anh chơi cho em chơi que măng với. Con chơi que măng không? Con chơi que măng không? Bảo anh cho em xin một que măng. Đây, cho con một que măng. Cầm ở đây để bố cậy cái này ra cho không còn những ngứa nhá. Rồi, con cầm ở đây. Đấy, que măng. Ừ, cầm ở trên nắc nắc. À đây. Được rồi. Cầm một tách cái đầu này ra nhá. Ai bảo với anh là còn mỗi chỗ này kia. Còn đây là đây. Đây. Còn đây. Anh chảy cái. Ôi gãy rồi. Gãy mất rồi. Không tách ra được gãy rồi. Bố nào gãy mất rồi. Đây thì con cầm cái que này đây để bố sẽ tách que khác cho con. Để tí này. Tí này anh sẽ tách que anh có que nào anh lại tách que nhá. Đây, nhìn thấy chưa? Bị gãy rồi. À. Đây là nhìn thấy que của anh dài chưa? Cầm anh. Cầm. Để
bưởi. Mọi người đang chốt vào cây bưởi. Đây là cái trò chơi của trẻ con ở quê đấy các bạn. Ai à, cái gì đây? Có gai đấy, có gai đấy. Cẩn thận gai, ui cái cành cái to thế. Có cành to thế. Ui. Không lấy được đâu. Cành này to quá. Lấy măng á, bố lấy cho con một cành nhá. Bố bẻ cho con một cành nhá, xem có cành măng nào to to không để lấy nhá. Đâu, cành to đâu? Để dưới xe nào. Đâu? Đấy gì? Đấy gì? À không phải. Ây da, còn nhiều gai thế. Bụi này nhiều gai quá. Bụi này nhiều gai quá. À kia có cả trứng ấy kìa. Trứng con ốc kìa. Trứng ốc kìa, đỏ đỏ kìa. Đấy, trứng ốc đỏ đỏ. Con mấy tuổi rồi? 7 tuổi. Dạ. Ừ. Đây con nhìn. Ừ, để bố lấy cho con một cây hoa tre. Ừ, một cây tre. Bây giờ chưa nhìn thấy cái cành nào cả. Cành măng. Cành măng này to quá. Cành măng này to quá. Quay lại. Ôi, gãy rồi. Đã bảo chưa kịp quay lại hết cơ là gãy rồi. Ừ, con đi thả diều. Chậm thôi. Đi mé này cơ mà. Đâu, đi ra đây. Đi ra đây, đi ra đây, đi ra đây. Đứng lại chờ bố. Bảo anh cho em kéo diều với. Anh cho em kéo diều với. Ô, đá vào nhau rồi. Nào, đi ra đằng này để ngắm. Bây giờ đang kéo xuống. Hai con đang mắc vào nhau rồi. Thả gần quá. Đấy, diều đang kéo xuống rồi đấy. Nào đứng đây con, đứng đây không diều nó bổ vào người. Đứng đây diều nó bổ vào người nhá. Diều đang xuống rồi. Ý, chạy thôi, chạy thôi. Chạy thôi. À, các bạn thấy to chưa? Nào, đi ra xem con đi dép nào. Chịu được, nó nhỏ lắm. Con diều này mấy mét đấy chú? Con này 4m1. 4m1 à? Ồ, quả sáo này to rồi. Nào, đi ra xem diều nhá. Nhá. Diều xanh này của ông rơi lốt bây giờ này. Ồ, diều kia không có gió rồi. Tụt rồi, tụt gió rồi. À, đi ra xem hai con diều kia nhá. Xem con diều sáo sáo nào nhá. À. Dây nó chưa lên tầm gió. À, giờ nó thả lên tận mây, có nhìn thấy diều đâu. Từ sáng đến giờ. Rơi làm sao? Cổng ba. Cổng ba. Diều con. Đấy, diều to đấy. Thích không? Nó sẽ lên như con này đúng hơi lùn. Con này hơi lùn. Lùn. Tôi quên mày cầm cái khung diều không? Ngang con diều 5 mét của mình cả sáo. Con trời chết. Đâm mưa. 2 cân 7 sáo. Sáo hay nặng đúng không? Sáo 2 cân rưỡi. Cơm đâm mưa cho không nặng như này. Ai đây? Ai đây? Mẹ con đang đứng nằm nó kìa. Tao có con đi. Diều rồi à? Diều đấy. Đâu diều đâu? Diều to đâu? Nhưng mà diều dưới đất đâu? Bỏ diều dưới đất mà. Mẹ con đi về á? Ừ thì thôi. Hai bố con đi về nhá. Nào, đi ra đây. Đi. Cháu đi về đây. Mọi người thả diều nhá. Cháu đi về đây. Tí nữa có thả thì cháu lại ra. Đấy, trẻ con xóm thả diều ấy. Nào, đứng xuống đi dép về nào. Nào đi. Bạn Sóc đi thả diều. Nào, bạn Sóc chào mọi người đi. Đâu bạn Sóc? Bạn Sóc đâu rồi? Bạn Sóc chào mọi người nào. Bạn chào mọi... Bye bye mọi người. Hẹn gặp mọi người gặp lại.
mọi người ở video khác. Cháu đi về đây. Ok, rồi xin chào mọi người nhé. Vừa tí nữa ngã. Rồi đi thôi. Xuống đường chưa? Rồi. Mày chưa xuống đường chưa? Đi được, không cần dắt con tự đi. Ừ, con đi đi. À con đi đi. Nào. Con đi. Con đẩy chân lên đằng trước. Đúng rồi, rồi đi. Mẹ đã bảo mẹ lấy cờ đốc cho đi, không qua. Ôi, xin chào mọi người, hẹn gặp lại ở video sau nhá. Bye bye. Rồi đi về hết rồi. Bye bye. Bye bye, con bye bye mọi người nào. Bye bye. Bye bye. Thôi, cháu đi về đây, đi. Ừ, đi rồi. Ừ, các em cũng đi về hết rồi. Rồi, con đi đi. Đi thả diều quên cả dép. Ôi, cháu nó đi về đây. Bây giờ phải đi xách dép cho nó đi về sau đây.